thế đào về tập lập từ Phnom Penh còn là hướng tập lập nó bay đòn mà nó khỏi tập lập từ Canada để tập lập từ Phnom Penh vào đó. Cái xe ngõ thật không vậy? À, cái xe ngõ có nặng. Có nặng cái chỉ đi đón về. Dạ. Là Phnom Penh lại còn cũ. À. Tại chi hở chân hở. Ở chi hở khờ hẳn vội. Chi hở xài cuối bóng kia. Ở kia nặng lại một vụ. Anh Linh này. Chị Anh Linh này. Rồi cho khách đi nhân khách đi anh đi nè, dân cái dân nhân nè. Dân nhân quý hiệp tàu phẩm của lão. À. Má cháu thì đằng xa chầm cháu lấy hiệp. Nhìn xong ra cái quê nâng mình tha cháy. Ngọc chưa hiệp tàu thì chia chấm có mỗi hả? Bác bạc ôi đấy. Đánh đánh. Chị khai cứ hiệp tàu làm bệnh nè, bây giờ cho chị khai. Bạc cao cấp thành trung trăm lan mà đó trăm lan cái cứ gỡ lên tay cái gỡ con đây ai trò được có bôi á này van rồi đó van bay nè trăm lan rồi gồm đào đi nè lan này này lan rồi chè này em một mi
đây miền đang chưa được bao nhiêu lúc nó ăn miền. Cà phê sữa đá. Lemonade. Thì ai là phụ hai liều này cứ sử dụng tiền nhỉ? Dạ cứ nhỉ. Chà đây chà đây đặt tài. Màu chai à? Tại nó vùng bù lỗ ca dương máu. Ca dương máu nó tụi sụp lại đi ạ. Hả? Dương trăm lá nữa không xếp và ca dương sụp sụp lại đi ạ. Tụi chì vọt nó đó giờ rồi vọt khả mai đó nè. Quan trị làn hả? Làn này của tôi mới ổn à? Cây vậy. Bằng luôn này, xa mất là miền buồn, à lời nên miền đã bay rồi. Bác giờ tê món, bà trẻ giờ tê. Hai là chốc của hai chốc tí bạn đi ông bay nè do dạy đục đó. Không bay rồi lụ, đâm một bài và nên một bài, đây.
dương trôi chốt đà rồi đi ông mà thầm bắt đá cho rồi văn tỏ cái chạy tiệt đó bà gì à ô ta làm năm cuối cơ miệng tỏ liệu với lại nè. Đó là cái chai rồi. Long rồi cho bạn passport phone nó trong cái hay ở chỉnh sân cái đai. Đấy. Bảy nẻ trong cái hay. Nó nẻ lom nó. Lượn ấy à. Thiên họ trao như ngọt. Tiệm tăng năng kiếm với cái à lại lại xa năng lại à cái không thôi trong kia trong khỏi cái bình á rất tam là ở trong thôi. Chỗ đây Việt Nam này. Chỗ đây Campuchia. À, ok, chỗ đây Campuchia cho lòng. Mình toàn chỗ đó chỗ rồi. Chỗ rồi. Cao y cai thì chắc cao y cai tôi là kia rồi phải à mà không chụp à chỉ khai dũa tôi ao cái tôi là kia luôn bỏ tăng xong cho ngủ không chứ nên đó là tôi đang là cái nhà rung đang không ai mà thon san này. Đi thon nhà so không ạ? Thon nhà so. Nhà so bằng cái tân lan màu gì? Nè. Lóp cho mình thon flat tới sọt vào mình. Nhớ mấy thon ban đó. Nè, khá nó mới sạch à. Mấy bây giờ phải nhắm vào phê mình. Là phê chết ở miền. À, xong trái miền mặt tệ chá lâu chlong mà đã sập mai bên nhau sập mai á nên là rom nhau mấy cái đầu đi cái này á đâu là phần này mình chào sẽ đặt tia cháu đọng ngay đây lò lan mò hay bà nó lan đấy lan như phòng chi này này bộ con chuột môn vi na vi nông lang thằng bốc sao cái ấy mà cái lỗ lại lại này nè nói cười đi mọi người như sóc chân cười khôi của cho khôi rất đê mọi người đó lâu năm hai giờ
hả? À, lưu của Facebook quá. Thế là gì mà hổ? À, đi sật sật tại casino và đó. Nếu bao khá. Dynasty Casino Hotel. Mình và nó thằng bò vật casino nó là bò vật đó nè nam miền tây này đấy chẳng từ lên sọc vuôn xuống là casino Vin Vin casino là chỗ từ đó họ sạc cọc phân biệt cho vì lớn lắm mà cứ chạy mà với chú xuống mình tên này vắn quản lý tục không làm thì bạch scan này cắm anh ca là dân chú Việt Nam nó của bà là bây giờ ta với xuống nên cái nón dương mà hàng bài vậy mà nó để dương của dương đấy cho ai để bày ra đi xong cái đây không làm kia nào vậy mà lại cái nhầm bài vậy đó là bò vặt thì cho nhắm bài rồi bạn ạ dường này cho ai rồi anh nhắm thế đại phê tao đọc cô mới lên tới rằng còn đi mà khan phận dù ấy còn khác cổ nhầm bây chàn chàn thì bấy mới qua mình mòi cả hòm nên phải cuộc ấy như nơi không lo nhầm tụi bay để chạy xin được kéo cả đại về quạt chị quạt chị y là bọc muối mấy kia câu là bọc muối là bọc phải mới kia câu là kia y muối là đặc màu đó
chạy passport mình lòng đàn hai nhắm bài hát được xoay cho cô bé nghe. Là xa luôn kia chơi mà tên rồi nhé. Chị anh, sếp Trương nói là cà phê của Bảo Nhi ít được nhiều sữa. Có nghe đi. Không phải em học cho ông đang cần tiền. Cô đã nghỉ lâu rồi. Thật là. Còn về xa kia thì cái đồ về hiện nào? Một trong hai người đàn ông đó, người rõ ràng đã ăn bài con với hoàng sư phụ là một cặp thanh mai trúc mã. Lâu thì lấy cái đạn hàng bọc là hồng chua luôn không vậy đó. Ngân hàng người ấy chẳng thấy. Không lại không lấy đi người cũ. Không thì không thì. Không làm kiểu gì dám cho mà ta. Rinh phải ra nè. Rồi mộ là hạt. Thôi đây từ lồn. Đấy cả ư. Đợi nhau. Giang nhân tiên chắc là cái thằng sức mạnh rồi. Là làm cái hồng ra máy không có ra đi. Tiền bố tình giải hoàng sức trụ thắng. Sự nhẫn tâm vậy sao? Để con ở bên hoàng sư phụ sống nốt quãng đời còn lại sao? Hoàng sư phụ. Ok, làm ấy. Tiếc làm sao mà vậy? Cái đèn nó ngon mà. Cái đèn. Đi. Đã được đẹp đấy, không có đầu gấp mà. Xem sao cái người tên Trương Đạo đó là kẻ cuồng võ mạc. Không ai bỏ ăn xóa môi vào đó. Sư phụ huynh, phim đoạn hiệp năng tạo đồng quyền bởi TV2 chứng đoạn ứng dụng cùng sư phụ. Bạn mời giúp tôi xong bài nè. Thì ta mơ bởi giấc mơ rất kỳ lạ. Có một ni nam đến cầu xin ta giúp đỡ. Sau khi tỉnh lại, sư phụ nói cũng nằm mơ. Còn giống như giấc mơ của ông già. Còn nữa chúng tôi còn phát hiện, sau cùng sư phụ đã đến cái nơi là hoàng bía này. Ta có phải rất nhiều người kỳ lạ. Tự nhiên trước đây không phải niên đại của chúng ta. Ý của phim là chúng ta đến một thế giới khác. Ta cảm thấy dường như chúng ta đã vượt thời gian. Đây tuyệt đối không thể là thời đại của chúng ta. Hoàng sư phụ. Bình xe. Nào mọi người, nơi đây là võ quán Thịnh Xuân. Đây là lớn nhất của hoàng điếm chúng ta năm 2018. Đọc xa môi tuyệt hảo. Thực sự đã vượt thời đại rồi. Không phải chứ, mà là hoác đại hiệp sao? Nơi khách xoay riêng mà nó. Là sức của ta. Này, sao nào? Mỗi lần đều như nước ta cần tới hiệp chiến ta. Sẽ sức của không hiểu nhầm sao, hiểu nhá. Huynh không phải kiêu chiến chạy lại tới ăn cơm sao? Ta thực sự nhìn thấy người thơ mới đến đây. Ta nhịn đói cả nửa ngày rồi. Ta cùng một lễ ra ngoài tìm món ăn. Ai ngờ bị lạc mất nhau. Sư phụ. Đấy, ta không nói dối huynh. Đây là đồ đệ của ta, tên Trần Trân. Còn người bên cạnh thì ta không biết là ai. Hoàng sư phụ đến thăm lễ lùng.
ăn mi cái bánh nơi đi bọn mà đi nâng em nâng em từ làm thế nào vương cường đại hạ thạch cảm đương nguyên thần bội phục giờ mới bị huynh đệ ăn cướp tiền của các vị phải xong hoàn trả lại gấp đôi trả lại gấp đôi thì đền bao nhiêu tiền cho chúng ta cũng vô sự chúng ta đều không thể trở về nhà anh xa lắm sao không giấu gì huynh cho dù mất tiền mà ta cũng không biết trở về bằng cách nào hả đây đi lụa bọn hai kia thừa chơi mình tầm hai bọn ấy lụa trong đây nổ một lòng thơ bọn nổ ở chạc tống của cất một lòng rồi ở lối lụa đây bọn nổ cơ tớ sẽ lan mình tên bọn đó tặng cho nó trong tổ đàn hay nhầm bài hát sẽ tính bài sẽ vừa rồi mì hầm phở rán bạch phía bạch mãi không nhìn ra dấu vết của mình. Hôm qua ta xem TV mới biết rằng Ronaldo đã học sơ qua mê tung quyền. Mới có được dĩ động giác giả sắp về nhà thần đến vậy. Kế đối thủ mãi không chạm được quả bóng. Ta có thực đã xin nhầm thời rồi. Nếu không thì mỗi năm ta đều sẽ là bậc thầy bóng đá. Vượt thời gian, chạm bóng. Tôi làm người môi giới cho bọn họ. Các bạn đã được mục đích của mình. Cơ hội chỉ tới một lần. Anh đạo, để mất cơ hội lần này sẽ không có cơ hội nào khác đâu. Thà đánh cược trên tính mạng của bản thân và gia đình cũng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tôi hiểu rồi, cho dạy tôi đi. Không thành vấn đề, dưới sự dạy bảo của tứ đại cao thủ chúng ta, với tư chất của cậu chắc khoảng 30 năm nữa là có thể học được. 30 năm nữa thì con của Bảo Nhi cũng đã biết yêu rồi. Có cách nào khác hay không? Có, đó là dùng lực từ bên ngoài tác động đả thông kinh mạch của cậu chân sư phụ. Cái gọi là kinh mạch gồm chính là đỉnh đầu, ấn đường, yết hầu, tim, bụng, rốn, cuối cùng là xương cụt. Nếu như có thể thành công trong vòng một đêm thì có thể ném voi bằng một tay, cũng giống như nhanh lao qua sông được. Con đã thông chứ con đi, không đơn giản vậy đâu. Theo ta được biết, từ xưa tới nay vẫn chưa có ai có thể thành công, nhiều nhất cũng chỉ được 3 phần. Tôi không sợ, tôi không sợ. Đây là 5 phần cuối của tôi đi.
nước chú mà đường kiểu đó. Tôi cứ tụt tầng một đống đồ đồ bẩn ai lão không vậy lão lão mấy mày cái này xì tiểu à Campuchia, Việt Nam, Pim Yom Bơ Ca Kỳ Tổ Tập tập được không ngồi đó cắt sát sát cua sòng mình phải ập thế sát này đành đành phim nhôm anh linh tiết tiết cho spin là lương rồi đó
được cái lỗi là cô spin mà chứ mọi người. Tôi nó spin một tên này mà spin một tên là khao mốc mà. Khao mốc mà. Spin này vậy ta hiệp la rồi nè. Spin that little one. Thank you.
lại tên hút đó. បាទនេះត្រីសុស្ដីមកដល់ផ្ទះហើយបាទណាមកដល់ផ្ទះហើយទៅស្ទះឡានពេកមកដល់ផ្ទះមកដប់ហើយតិចអត់សឹកដៅទេហើយស្វាយខ្លួនឯងបានធ្លាក់ខ្ពាក់មកទៅជិះអស់ណាជួយទៅជិះអូតំណាំដោះដោយមិនតាន់បានស្រយទឹកផងណា Nhưng xoay tất tâm năng nhầm sân.
là bậc lương và tiền chức khang có thừa toàn hỏi cho hồi mà một tô đó hồi này. Tới đọc thứ ngày từ ngày muối mò ngày đọc mùi họ này là hống cả hiệp tới đám ở lớp ấy sao thứ bậc Make a U-turn, then turn right. Cái đồng chạy, lịch bật tạc vận, lịch bật tạc 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 t